cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh vô cùng ân hận sau va chạm khiến Hùng Dũng gãy chân, giá như người bị đau là chính mình. Trong 12 tiếng vừa qua, những thông tin về chấn thương của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng là điều được người hâm mộ bóng đá vô cùng quan tâm. Ngô Hoàng Thịnh, người khiến Hùng Dũng rời sân trong đau đớn, cũng đã vào viện động viên người đồng nghiệp. Cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hối hận vì những gì đã gây ra. Hoàng Thịnh chia sẻ: "Tôi rụng rời khi thấy Hùng Dũng nằm sân. Thật sự tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm Hùng Dũng bị gãy chân. Tôi mong người bị đau là mình chứ không phải Hùng Dũng. Giờ điều tôi mong mỏi nhất là Hùng Dũng sớm bình phục. Với tôi lúc này mọi người có thể chửi bới gì, phạt tôi thế nào cũng được." Về tình huống đáng tiếc trên sàn cỏ, Hoàng Thịnh nói: "Ham hố gì thứ đá như thế, tôi ham bóng quá và lao lên, cay đắng thay, Hùng Dũng là bị gãy chân. Mọi chuyện xảy ra theo cách không ai mong muốn. Tôi và Dũng cũng thân với nhau, cậu ấy lại bị như thế vì tôi. Dũng đau 1 thì tôi đau 10. Ngay sau khi Hùng Dũng được đưa đi cấp cứu, Hoàng Thịnh cũng vào bệnh viện ngay trong đêm để hỏi thăm đồng nghiệp. Khi ở trên sân, anh cũng chạy theo xe cho Hùng Dũng để xin lỗi. Theo kết luận ban đầu từ đội ngũ y tế, Hùng Dũng bị gãy 1/3 dưới xương cẳng chân phải. Bảo hiểm có mặt tại sân Thống Nhất đã chỉ đạo lãnh đạo Hà Nội FC lựa chọn ekip bác sĩ tốt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ca mổ. Và Hùng Dũng đã được phẫu thuật vào sáng nay, ngày 24 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vợ của Hùng Dũng đã có mặt tại bệnh viện để động viên và sát cánh cùng chồng trong lúc khó khăn này. Huấn luyện viên Park Hang-seo và nhiều thành viên của câu lạc bộ Hà Nội cũng túc trực tại bệnh viện từ đêm qua. Với chấn thương này, chắc chắn Hùng Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Thậm chí giới chuyên môn còn bày tỏ sự lo ngại về khả năng trở lại sân cỏ của tiền vệ này. Theo trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành, ban kỷ luật sẽ đợi hồ sơ từ ban điều hành giải thuộc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam và sẽ sớm họp bàn để đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Ông Vũ Xuân Thành cho biết: "Tôi đã xem đi xem lại tình huống trên TV. Đó là pha vào bóng triệt hạ đối phương rất nguy hiểm. Hành động vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh là rất nặng, mang tính thô bạo. Và ban kỷ luật sẽ không thể nương tay trước hành vi này. Án phạt dành cho Ngô Hoàng Thịnh có thể ở mức kịch khung. Trong quá khứ, với pha đạp tương tự, cầu thủ Quế Ngọc Hải từng bị cấm thi đấu 6 tháng và đền bù số tiền 800 triệu đồng với cầu thủ Anh Khoa của Đà Nẵng." Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.